Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và sao mà mình vô chưa kịp chào xong xuôi gì hết đã vô trận luôn rồi. Nhanh quá nhở. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nhân vật cao bồi, một nhân vật mà các bạn bảo là chơi đi. Thế này mình sẽ chơi. Bởi vì cái nhân vật này mình thấy là nó rất là khó để mình có thể móc trúng, mà cũng cần phải có luyện tập thời gian rất là nhiều ấy. Cho nên là mình cũng rất là ít chơi nhân vật này. Được cái là khả năng cứu bóng của ông này rất là tốt, nếu mà các bạn móc trúng cơ. Còn như mình thì thôi rồi, móc 10 cái chắc trúng được 1 ấy. Đây là trang phục COA cực kỳ ngầu bá cháy của chết luôn. Cao bồi trong cái map này chơi thì mình thấy nó khá là dễ, bởi vì nó rất là ít vật cản. Thứ hai là nó tối ấy, mình rất là dễ móc. Còn những cái map mà sáng sáng của nhiều vật cản là thôi rồi luôn. Lắm khi mình móc đồng đội mà mình lại móc nhầm sang những cái máy hoặc là những cái ván thì rất là khổ cho đồng đội mình. Ôi bên kia Rama phết nhở. Để mình sang bên kia. Hôm nay mình gặp Jack. Thường thường khi mà cứu á, là nó sẽ rất là ghét. Cứ treo bóng lên mà thay cơ bồi quăng dây là bắt đầu là thấy ghét rồi. Cho nên là lúc nào nó cũng sẽ đánh mình một skill. Đó. Đó là cái bài bản mà mình hay gặp ở trong những cái trận đấu. Ủa Hương Sư qua kịp không? Ô Hương Sư không có kịp à? Hay lại dùng nước hoa bách về lại vô tình bột cho phát. Đó. Thấy chưa? Coi này. Móc này. Úi xồi ôi, hay quá nhờ. Đỉnh. Quá đỉnh. Cái gì vậy bạn? Sao đi qua giống y như là không thấy tớ ở đây vậy? Hay quá, móc trúng. Đừng có nhờn với Hương Sư và Cao Bồi. Ô thở máy. Từ từ nha. Ủa sao thả xuống vậy? Ô nằm ngay ván kìa. Sao cứ thả xuống vậy? À cậu này đợi có gió các bạn. Chém hụt rồi. Đợi có gió này. Gió này. Chạy đi. Thanh niên này tính toán như thần luôn ấy. Hồi nãy mình móc khá là xa nhưng cái dây năng lượng của mình nó hết nhanh nhiều ghê luôn. Ui. Rồi nó đánh mất con robot rồi. Vẫn đuổi Hương Sư để mình bù nốt cái máy này cho xong. Mình thấy là nhân vật này nhân vật tiền đảo. Đó, hai nhân vật chuyên đi giải cứu. Mình thấy là cái độ khó nó rất là lớn và luyện tập cũng khá là nhiều để có thể thành thục cái thao tác tay của mình làm sao cho nó chuẩn. Mỗi lần quăng dây lên, mỗi lần mà mình tung bóng là những cái lần mà đồng đội đang rất là mong chờ có thể giải cứu được cho bản thân họ. Nên là khi mà mình thực hiện cứu hụt thì mình rất là buồn, rất là tiếc luôn á. Không những người treo bóng bị hụt hẫng mà ngay cả bản thân mình cũng rất là hụt hẫng. Để tớ cứu, nó nhánh 6. Nó tàng hình bực ghê luôn. Úi xồi, tát chúng rồi. Ok, chạy đi cậu ơi. Ôi, không chạy được rồi. Khúc này nó vắng quá. Nó không có nhiều ván. Phải chạy vào trong khu nghĩa trang cơ. Giờ ai cứu bạn đây trời. Khó, thật sự khó.
không cứu được. Hẹp quá. Bộ trang phục tài nhãn ký chủ đẹp ghê luôn, nhưng mà nó limited rồi. Mấy cái chợ bộ trang phục này mình thấy là đập gió là tốt này. Trời ơi, cái bộ xúc tu vàng, xúc tu trắng, xanh, đỏ như đập, mỗi lần đập gió là mỗi lần mà mình thấy rất là sôi máu. Thực sự nằm ngoan đấy. Giải tán thôi. Chị thương ở đây hả? Trời ơi, nguy hiểm vậy. Ôi, nó tới kìa, giải tán thôi. Ui, nó tàng hình kìa, không biết ở đâu luôn. Trời ơi, không biết đâu mà mò luôn á. Rồi, tiêu rồi. Bữa nay là các bạn có thể cài đặt câu chat của mình trong cái bảng chat á, có 16 câu trong một trận đấu. Tha hồ ngồi nhắn luôn. Trước thì nó cũng có giới hạn, xài nó không thích. Ôi, Hương Sư làm cái gì bị nó bắt luôn rồi kìa. Khổ ghê luôn á. Không biết trân trọng mạng sống gì hết trơn. Cứ biết Hunter nó lại cái máy đó rồi, không đi trị thương, nghiệp hòm các thứ đi. Khổ. Giờ nó ôm cái máy rồi còn gì nữa, đúng không? À không, không, không. Cái hầm ở đây luôn này. Ở bit ngay mà nó ôm máy mà. Sao mà để tha cho mình được. Lên xe. Dụ nó đi các bạn ơi. Nó có lên. Ôi sao mình ấn không xuống được nhở? Thôi rồi, chết rồi. Nó không sao, dụ nó ra xa cái máy đi. Để cho đồng đội mình sửa cũng được. Chúng ta trên một chuyến tàu. Thôi quả này là mình tiêu rồi. Thường thường nó rớt xuống đây là hai đứa kiểu gì chết. Biết ngay mà. Tát gió rồi. Hay quá. Ôi chết rồi, xe tông. Trời ơi, tức ghê. Đồ máy. Ủa, hay quá. Cái xe quẩn quẻ bực ghê luôn á. Tính lên xe chạy mà không ngờ nó tông như vậy. Sôi cả máu. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Đừng có nhờ nó cao bồi. Phá bán đi. Hiện hình đi. Để cho người ta còn biết mặt biết mũi người ta cay. Cái tàng hình biết đâu mà mò. Trời ơi. Ui. Ui. Bó tay rồi. Còn mắt ở giữa cái ngực của nhân vật Jack kìa. Cứ đảo đảo đảo. Thôi chết rồi, bay rồi. Cái chữ đâu nhỉ? Ô sao chủ tế muốn lại cứu mình à? Sao liều vậy? Thoát đi cậu ơi. Ôi sao liều quá vậy? Cứu 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 cứu. Nhanh. Ô sao tát chúng rồi. Ai. Đừng lại gần tôi. Trời ơi, cậu liều quá, dám lại cứu luôn. Thôi xong, nó dịch chuyển rồi. Không biết chủ tế thoát được không đây. Mắt đỏ còn khoảng 15-20 giây gì ấy. Kìa nó kìa nó kìa. Ồ cái vòng đặt hay phết nhở. Thoát rồi thoát rồi. Yeah, hòa rồi. Hết cả hồn, tưởng thua.
Ok, mình đã quay trở lại với map khác rồi. Nói chung là đầu game thì đừng có gặp Hunter nhiều, mệt quá. Hunter nào nó cũng có một cái độ khó chịu khác nhau hết á. Mình, nhưng mà cá nhân mình là mình thấy sợ bạch tuộc. Khiếp, vòi nó cứ lung tùng phèo lên, chả biết đâu mà mò. Này gặp bố leo. Ông leo cũng xịn sò ghê. Ý. Nhìn ông nhảy xuống kìa. Vui ghê. Thôi mình chạy đây. Không là lát nữa đại ca này có lửa gọi đệ các thứ. Sốt cả ruột. À có vòng của chủ tế kìa. Ok. Xèo. Nữ trừ kế bất hạnh nha. Skin đẹp nha. Đó, đập phá ván đi. Ô tốc biến à. Trời ơi. Khô máu kinh khủng luôn ấy. Đấy, phá ván đi. Ui, cái con rối đâu ra vậy? Trời ơi, con rối. Ôi. Khó hiểu. Ném rối tài nhờ. Thôi rồi, giờ ai cứu mình đây? Chủ tế, giờ chỉ có hy vọng chủ tế thôi. Mỗi lần chủ tế đi cứu là các bạn cần phải nhìn chủ tế nhá, xem cô này cô đặt cái vòng ở đâu để lát nữa các bạn có thể chạy. Chứ thôi chết rồi. Ôi, cover body block cho mình luôn này. Đừng có nói đặt cái con rối ra nữa nha. Thương chủ tế ghê luôn, nhưng mà bây giờ mình thương mình trước đã, thương cô này sau. Vèo. Trời ơi, nhanh. Cái khu này không có chỗ cai, để mình lên trên đây. Lên cầu trượt. Thôi, chỗ này không có chỗ cai. Ôi, tăng tốc chạy ghê luôn. Hello, xin chào cả nhà yêu của Kem. Ok, chủ tế sống dậy rồi. Móc vào cái ván kia này. Ơ, hay sao móc không được? Ui, sao đều thế nhở? Đều. Biết thế lại đi chay rồi. Mệt mỏi. Kiếp người gì mà ăn gì mà đô thế. Mắm sư, trời ơi. Tôi thấy mấy bà mắm sư rồi tôi hết hồn. Bắt đầu này. Tôi nói có sai đâu. Thôi rồi, tôi nói có sai đâu. Hồi nãy cũng có một trận mình muốn bỏ clip luôn á. Trời ơi, vô cái đầu game toàn mắm sư. Ôi, bay rồi. Trời, cứu vội quá, tôi bị tẹt rô, trời ơi. Rồi, mình quay trở lại trận đấu xem là mấy bạn này sẽ làm cái gì. Con cọp 2. Tổ nhân sang hit drama nha. Đùa chứ mấy con đệ này mà cam ghế hơi bị ghê luôn á. Không phải đùa đâu. Cứu được không ta? Đừng có bảo nó kéo lửa vào nhé. Còn đúng một máy thôi à. Cứu đi cứu. Ok. Hay quá. Rồi con rối kìa.
ấn vào cái bụng nó đó để cho nó khỏi đi. Đó đúng rồi, đúng rồi. Quá đỉnh cao. Đây là cái tip để khắc chế nhân vật Leo nha. Nó không gì nữa rồi. Ngon. Ủa? Hương sư vẫn trên này. Ơ hay, sao không lên tàu chạy? À, mới chạy qua hả? Nhanh 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 nhanh. Chạy đi. Ơ sao không? À. Ôi bạn này chiến thuật hay phết nhờ. Không nghĩ ra luôn á. Bạn này chờ Hunter đánh xong. Ôi đầu hàng. Ông Leo bỏ cuộc sớm vậy. Mất cả vui. Ok, và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và nếu các bạn thích đừng quên ủng hộ channel của mình. Nhớ subscribe kênh và chia sẻ mọi người cùng xem nhé. Bye bye.